Bây giờ em sẽ vâng, em sẽ bắt đầu ngay vào tam giác của Nhân Mã Xử Nữ và Song Ngư, là một tam giác của cung 6 điển hình. Đầu tiên thì bởi vì tam giác là một chủ đề có thể khá là mới với rất là nhiều các bạn, vì em cũng chả biết là bao giờ thì chúng ta được học tam giác, bởi vì là em vẫn chưa thèm làm bài trong Quest Universal, cho nên là chúng ta hãy cùng suy ngẫm từ những cái ví dụ thực tế nhất khi mà chúng ta nghĩ về tam giác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể nghĩ về các cái hình dạng, hình tướng hay là bất cứ một thứ gì đấy mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của chúng ta mà có phải có ba thứ gộp lại thì mới thành một tam bộ được. Thì chúng ta có thể suy ngẫm xem các vật thể đấy chúng ta tìm thấy, hay là hình logo hay là hình tượng đấy chúng ta tìm thấy trong cuộc sống của chúng ta là những vật thể như thế nào đấy. Và từ đấy, bởi vì chân sư DK nói là việc nghiên cứu các biểu tượng rất là quan trọng, nó giúp chúng ta tăng cường trực giác, cho nên chúng ta có thể bắt đầu từ cái việc là chúng ta là người quan sát và để ý các cái biểu tượng ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ cõi vật lý. Nên ở đây em muốn mời mọi người cùng suy ngẫm về ý nghĩa của tam giác từ cái cấp độ thấp nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đấy. Và các bạn có thể viết vào chat và khi suy ngẫm về cái đó thì chúng ta có thể giải thích là tại sao lại cần phải có ba cái trụ điểm mới tạo thành một thứ có ý nghĩa hơn đó. Thế thì em khi mọi người suy nghĩ thì em cũng sẽ đưa cho mọi người cái ví dụ mà em tìm thấy ở trong đời thường. Lần trước thì em có lấy cái ví dụ hình bánh sandwich ở trong nhóm nhỏ, nhưng mà hôm nay em biết là có chú bên em không dùng cái ví dụ sandwich đấy nữa, mà em dùng cái ví dụ nghiêm túc hơn. Thứ nhất, đầu tiên một cái ví dụ mà em tìm thấy trong đạo đức kinh của Lão Tử chương 42, nói là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thì rõ ràng thì từ để dịch nghĩa cái câu này, nó có nghĩa là đạo thì sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, và ba sinh ra vạn vật. Câu này có nghĩa câu này chính là một nguyên lý quan trọng mà trong chu dịch người ta sử dụng trong cái luận thuyết của mình. Thế thì chúng ta có thể hiểu đạo ở đây là nguyên khí. Nguyên khí này thì sinh ra âm dương, âm dương biểu hiện cho cái nhị nguyên, và âm dương là hai, sinh ra có ba yếu tố, đó là hình khí và chất, tức là nhị sinh tam, và hình khí chất này thì cuối cùng sẽ sinh ra vạn vật đó. Và hình khí chất này giao nhau và sinh ra vạn hữu. Còn diễn dịch theo cái cách hiểu của huyền môn của chúng ta thì em hiểu là chúng ta là những linh hồn khi sinh ra đều xuất phát từ một nguồn gọi là kiểu dạng như là nhất nguyên, tức là chỉ là cái một thôi. Và từ nhất nguyên này chúng ta bắt đầu hành trình đi khám phá một cái vũ trụ như chúng ta đang sống, là một vũ trụ nhị nguyên. Và khi mà ta đã thấu triệt tính hai mặt đối lập của nhị nguyên thì lúc đó chúng ta lại bước vào hành trình phát triển một vũ trụ tam nguyên. Nên ở đây ta thấy có sự hiện diện của tam giác, của bộ ba, tam thể ở cái giai đoạn là nhị sinh tam và tam sinh vạn vật. Có nghĩa là tam thể là dấu hiệu của một sự hiện hữu của một cái gì đấy, nó là hình tướng, tức là để nó tạo ra một cái gì nó hữu hình, và là cấu trúc để và cái cấu trúc tam bộ này đã được Thượng Đế dùng để sáng tạo ra khi Ngài muốn đưa một tổng nguyên lý đi vào biểu lộ các khía cạnh khác nhau của cõi thấp hơn. Và một cái ví dụ khác mà em tìm thấy, ví dụ như là
là kim tự tháp. Kim tự tháp này thì như chúng ta thấy là có tứ diện đều là có hình tam giác, và khi nó hợp lại thì nó sẽ tạo thành hình kim tự tự tháp. Thì em cũng chỉ gọi là tìm hiểu trên mạng thôi, chứ cũng không phải là mình tự suy ngẫm ra cái ý nghĩa này sâu sâu sắc, mà trên cái trang Ancient Code thì người ta có nói về cái ý nghĩa của cái hình của kim tự tự tháp, tại sao nó lại được xây xây dựng theo cái hình tam giác. Thì người ta nói là cái hình dạng của kim tự tự tháp nó như là một bộ thu khuếch đại hoặc là bộ cộng hưởng của các loại trường năng lượng, tức là sóng điện từ tia vũ trụ, phóng điện và sóng hấp dẫn. Các cái sóng này bao bao quanh hành tinh của chúng ta và ở trong không khí xung quanh và bên trong kim tự tháp. Còn bên trong kim tự tháp thì các năng lượng nhận được lại tương tác với cả nhau. Ở trong đó, một kim tự tháp cũng tạo ra một trường hình cầu giống như một quả địa cầu 3D gồm các dao động điều hòa, nơi các mẫu sóng đồng bộ và nhịp nhàng xung quanh chính nó. Mọi thứ trong lĩnh vực đó sẽ hướng tới sự hài hòa. Cho nên là chúng ta thấy là khi 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 một vật thể gì đó mà được kết hợp bởi bởi ba cái đỉnh và để tạo ra một cái hình tam giác, thì nó có một cái tác dụng là tạo nên cái sự hòa hòa hợp, một cái sự hợp hợp nhất để tạo ra một cái năng lượng tổng tổng hợp và đi đến một cái mục tiêu cao hơn hoặc là tốt hơn. Đấy, còn và ví dụ thứ ba của em là một cái rất là đời đời thường, như là chúng ta nhìn thấy, chúng ta tham gia giao thông thì nhìn thấy rất là nhiều cái biển hình tam giác. Khi tham gia giao thông mà chúng ta nhìn thấy biển hình tam giác thì có nghĩa là gì ạ? Đó có nghĩa là một sự cảnh báo, đúng không? Thế thì em chỉ suy nghĩ là thế sự cảnh báo này nó tại sao cảnh báo lại có hình tam giác? Phải phải chăng là ở đây có một sự thay đổi nào nào đấy mà cần đến cái sự chú ý của chúng ta trong khi mà chúng ta đang di chuyển, và em nghĩ là tam giác đại diện cho hoạt động vì nó gắn bó mật thiết với ý nghĩa của con số 3. Các biển báo hình tam giác ở đây cho thấy là có một tình hình nào đó đang thay đổi trước mắt chúng ta, nên chúng ta cần tập trung chú ý vào hành động, điều khiển phương tiện của mình trước cái tình hình, trước cái diễn biến, trước những cái thay đổi mới đấy. Cho nên em cảm giác là cái biểu tượng của hình tam giác nó liên quan rất là rõ rõ ràng đến những cái sự chuyển động liên liên tục đến cái con số 3, bởi vì rõ ràng là nó có ba đỉnh, nó có ba ba cạnh và nó có ba ba góc đều nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ bàn đến một dạng tam giác mà không phải là ở trong đời thường nữa, mà là tam giác trong khoa học, của tam giác lực trong chiêm tinh học nội môn, trong khoa học về năng lượng và trong tâm lý học. Ở đây chúng ta có tam giác ở tất cả các cấp độ. Em dùng một cái bảng tổng hợp của cô Lauren Perdell, là học sinh học viên của trường Moria Federation, chắc là trong một cái bài tiểu luận của cô viết vào năm 2012. Thì em có cắt ra cái bảng này để em trình bày lại, vì em thấy bảng này tổng hợp mặc dù nhìn thì nó hơi đơn điệu nhưng mà nó lại đầy đầy đủ hết về cái cơ bản của các cấp độ tam giác. Thì theo những gì chân sư DK cho chúng ta biết về khoa học tam giác là ta có một tam giác lớn nhất là nguồn gốc của mọi tam giác, còn lại của mọi tam giác mà ta biết được đó là tam tam giác lớn nhất này, đó chính là là tam giác được tạo bởi chòm sao Great Bear, Sirius và Pleiades. Như vậy là sự kết nối của tam giác xuất hiện ở trên tất cả các cấp độ, như trong hình là chúng ta thấy là cấp độ cao nhất của nó là từ ba chòm sao chính, như em đã nói là Great Bear gấu lớn, chòm sao Sirius và chòm sao Pleiades. Và từ cái trang từ cái tam giác bao trùm này, năng lượng bắt đầu đi từ từ xuống chỗ của chúng ta, nhưng phải qua các đỉnh của tam giác tương thích với ba đỉnh của tam giác này. Và chúng ta sẽ có là các cấp độ tam giác chồng lên lên nhau, được thấy trong bảng ở đây. Ở ta ta
ta thấy ở cái cột đầu tiên ở cấp độ vũ trụ thì ta có tinh tòa là chúng ta có chòm sao là Great Bear, chòm Pleiades và Sirius, và từ đây năng lượng bắt đầu đi xuống qua các đỉnh tam giác tương thích ở các cấp độ thấp hơn, và cấp độ tiếp theo của nó tức là phải tương ứng nhé, là tam giác cấp hoàng đạo, là bao gồm sư tử, song ngư và market. Đây là tam giác của khía cạnh thứ nhất, khía cạnh sự sống, liên hệ ở cấp độ tam phân. Bởi vì ở đây chúng ta đang nói là bất cứ một tam giác nào nó cũng biểu hiện cái trạng thái trạng thái tam phân, cho nên là tương đương với cả cái trạng thái đầu tiên của tam giác sư tử, song ngư và market, là biểu thị cho khía cạnh thứ nhất là sự sống, thì chúng ta cũng có một tam giác biểu thị cho khía cạnh thứ hai, có nghĩa là khía cạnh tâm thức, đó là tam giác song ngư, thiên vương tinh và Sirius. Ở đây chúng ta hãy nhìn vào cái cột thứ hai là của cung hai, khía cạnh tình thương và minh triết, thì chúng ta theo chiều dọc chúng ta sẽ thấy tam giác này ở ba cái hàng đầu tiên: Sirius, song ngư và thiên vương tinh. Và khía cạnh thứ ba tương đương với cả hình tướng thì là tam giác như ta nhìn thấy ở cột cuối cùng, là bao gồm tam giác giữa Pleiades, Market và Thủy Tinh. Và từ đây chúng ta thấy là năng lượng bắt đầu tuôn đổ tiếp xuống các cấp độ thấp hơn, đó là cấp độ hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, gồm ba hành tinh chính tạo nên tam giác này mà nó liên thông với năng lượng cao hơn. Đó là tam giác của Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, mà do mặt trăng che khuất, và Thủy Tinh. Ở đây thì ba cái hành tinh này nó đã được liên kết với cả tam giác mà em đã nói ở phía bên trên, liên kết với cả cõi vũ trụ và cấp độ hoàng đạo. Ở đây chúng ta lưu ý một điều là tính chất của các tam giác được tạo bởi các tinh tòa thì sẽ tạo ra năng lượng, energy. Còn tam giác tạo bởi các hành tinh thì sẽ cho ra mãnh lực, là force. Phần này là em đấy là chân sư lưu ý. Cho nên là và tiếp theo thì khi mà chúng ta có các, cho nên suy ra là khi mà ở cái cấp độ tam giác Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Thủy Tinh thì lúc này chúng ta có một cái tam giác của mãnh lực chứ không phải là của năng lượng nữa. Và từ đây mãnh lực tuôn đổ qua tam giác của ba hành tinh này sẽ xuống đến trái đất thông qua tam giác giữa Sambala, Thánh Đoàn và Nhân Loại. Và mãnh lực từ tam giác hành tinh ở cấp độ hành tinh này tác động đến mỗi người trong chúng ta thông qua các tam giác ở trên cao, là tam giác bao gồm luân xa đầu, luân xa tim và luân xa asna. Và bản thân cái luân xa ở trên cơ hoành này cuối cùng nó lại tác động với các cái trung tâm lực, với tam giác của các trung tâm lực trên cơ thể con người qua tam giác của ba trung tâm lực thấp hơn, đó là trung tâm lực đáy cột sống, trung tâm lực nhật tùng và trung tâm cổ họng. Ở đây vâng, nói nhiều này thì có vẻ mọi người khó hiểu, nhưng em thấy nó cũng khá là logic, bởi vì là nó có cái sự tương ứng giữa hàng ngang và hàng dọc, giữa các điểm của tam giác, cho nên thành ra là khi các cái tam giác thuộc hàng ngang chồng lên nhau, nó có một cái sự kết nối theo hàng dọc với nhau, nhờ có các cái tam giác theo hàng dọc đó, là giữa các hành tinh và các dấu hiệu hoàng đạo và các chòm sao.
Ở đây em nói thêm về trạng thái tam phân của tam giác. Khánh ơi, có phần nào Khánh muốn thêm thì Khánh cứ lên tiếng nhá. Thì chị quay lại cái sơ đồ vừa rồi. Xin chào cô chú, chào Đợi các chị. anh Đây. em. Cái chủ đề ngày hôm nay có lẽ là một trong cái chủ đề mà nó có cái tính chất là rất là vì nó liên quan đến nó là cái một cái khoa học là quan trọng nhất và gần như là chi phối được tất cả cái lĩnh vực về huyền linh học, và chính là cái khoa học về tam giác, khoa học về tam giác lực. Đấy, và như là lúc ấy chị Jim đã trình bày đó là khi mà chúng ta nghiên cứu về cái quá trình mà tiến hóa, đó là từ thượng đế không biểu lộ sau đó trở thành thượng đế biểu lộ, thì đi từ là đơn nhất, sau đó là tạo thành hai cực là tinh thần và vật chất, rồi sau đó là sự kết hợp của hai cực này để tạo thành một cái yếu tố thứ ba, chính là cái trạng thái của con đó. Và từ thượng đế không biểu lộ trở thành thượng đế biểu lộ chính là một cái trạng thái tam phân, hay là trạng thái quen thuộc chúng ta gọi là tam vị nhất thể. Mà khi mà nghiên cứu với cái bộ luận mà qua bà Bailey này, chúng ta sẽ thấy được là nó cái chủ đề này thì nó bao trùm toàn bộ luôn, từ bộ luận về lửa con khôn cho đến là luận về lửa con khôn. Và đây ba cái trạng thái mà xét theo cái quan điểm của lửa, đó chính là lửa điện tương ứng với tinh thần, là lửa thái dương tương ứng với trạng thái ngôi con bác ái, và lửa vật chất là trạng thái thứ ba, trạng thái mẹ. Để cho đến là cái bộ luận về bảy cung này, thì xuyên suốt cái bộ luận về bảy cung này thì cũng xoay quanh về một cái trạng ba cái trạng thái thiêng liêng, đó là ba trạng thái thiêng liêng của thượng đế biểu lộ, đó là sự sống, life quality and appearance, sự sống, tính chất và sắc tướng. Thì toàn bộ là được toàn bộ là cái vũ trụ này thì được dựa trên là cái mô hình quan trọng nhất, chính là cái mô hình tam giác. Thì nhìn qua cái sơ đồ này thì gần như là bao trùm hết tất cả đó. Đó là từ cái sơ đồ này thì chúng ta cũng thấy được đó là cái khởi nguồn của bảy cung, khởi nguồn của các cái năng lượng từ từ các trạng thái lửa của năng lượng đấy, cho đến là các cái khoa học khác, ví dụ khoa học Antargalana cũng liên quan đến cái sự đồ này, hay là những cái chủ đề trừu tượng như là về các cái huyền giai sáng tạo của Nga, thì nó cũng nằm ở trong về trong cái sơ đồ này. Đấy, cho nên là đây cái sơ đồ này thì nó sẽ bao trùm lên gần như là toàn bộ về cái chủ đề về 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 huyền linh học. Đó, ở đây chúng ta cũng thấy có cả cái khoa học về về các cái trung tâm lực, khoa học của cung, khoa học của tam giác lực, khoa học của trung tâm lực. Đó. Và cái khoa học về tam giác lực này nó chính là cái nền tảng của cái khoa học về chiêm tinh học. Đó. Nên khi mà chúng ta thấu triệt được ấy, thì gần như là chúng ta có thể tiếp cận và có thể hiểu hiểu thấu được là cái khoa học. Nhưng mà cái khoa học này thì khoa học này ở cái cấp độ nó rất là cao, bởi vì cái khoa học về tam giác này thì nó hoàn toàn liên quan đến đó là cái trạng thái tâm thức, hay là trạng thái bác ái, tức là nó yêu cầu là chúng ta phải đạt đến được đó là cái tâm thức của linh hồn, bởi vì linh hồn là biểu tượng, chính là một cái tam giác, một tam giác lực. Linh hồn thì có lúc biểu tượng nó là một ngôi sao, có lúc là biểu tượng thường sử dụng chính là một cái tam giác lực, trong khi đó phàm ngã chính là một cái hình vuông. Cho nên là yêu cầu của khoa học này thì nó rất là cao, cho nên lại đây ấy là một khoa học trừu tượng, rất là trừu tượng. Đó, về khoa học này thì nó liên quan đến thực sự đấy, khi mà chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta thấy liên quan đến cấp độ, đó là cấp độ vũ trụ, nó liên quan đến cái mục tiêu của thượng đế ấy. Khi mà thông qua cái sự kết hợp của tất cả các cái tam giác này mà cái mục tiêu đó được thực thi và được thúc đẩy bởi là bác ái. Và để mà chúng ta mà có thể nhận ra được cái ảnh hưởng, cái tác động của các tam giác này, thì
thì chúng ta đạt đến cái tâm thức của linh hồn, bởi vì tất cả ảnh hưởng này nó sẽ tác động lên đó là cái lĩnh vực chủ quan hay là cái lĩnh vực tâm thức. Thế lĩnh vực tâm thức sau đó là từ từ tâm thức đó mới tác động ra là cái khía cạnh sắc tướng. À, cho nên là ở đây sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ phải là tham thiền rất là nhiều về khoa học này. Tiếp. Ở đây nó gọi nó giống như một cái chuỗi các cái tam giác này, nó tạo thành lên một cái gọi là 18-fold, tức là 18 cái điểm mà nó đang chi phối toàn bộ cái chu kỳ này, liên quan đến thứ nhất là trái đất và liên quan đến là sự phát triển của nhân loại, liên quan đến đến cái chu kỳ này. Đó, thì cái 18 các năng lượng này nó tạo thành các cái loại mà tam giác nó được liên động với nhau theo cái chiều dọc và theo cái chiều ngang, thì liên động vào nhau để tạo các ảnh hưởng xuyên suốt trong cái chu kỳ tiến hóa của nhân loại nói chung, từ khi chúng ta dự xét từ lúc chúng ta bước biệt ngạ hóa cho đến là khi mà chúng ta kết thúc được cái chu kỳ này. Chu kỳ này có thể xét đến ở một cái phạm vi đó là một cái cục tuần hoàn, một cuộc tuần hoàn này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chính là của 18 cái năng lượng này. Alo. Mọi người vẫn đang nghe đây Khánh, em nói tiếp đi. Đang họ gym đấy chứ, cái phần này. Chị gym. Tức là cái khoa học này thì hôm nay là chỉ làm giới thiệu với mọi người thôi. Đấy, cái khoa học này giới thiệu, còn mình sẽ đi vào cái chủ đề chính ở đây, đó chính là cái sự kết hợp của ray và astrology rất là quan trọng liên quan đến cái. Ok. Đúng rồi, tại vì chị tiếp lời Khánh nhưng mà quên bật mic. Là mọi người nghe thấy gì nói thao thao bất tuyệt. Ok, thế thì cái phần này ấy, thì là em đang muốn nói là cái cách mà các cái đỉnh của tam giác tương tác với nhau như thế nào, thì chân sư cho chúng ta biết là như chúng ta thấy ví dụ như trong hình này, là trong một tam giác ví dụ như theo hàng ngang đi, ở bất kỳ cấp độ nào thì luôn có một đỉnh tam giác đóng vai trò là điểm phát tỏa cho hai cái đỉnh còn lại của tam giác. Điểm này sẽ là một cái năng lượng, một cái điểm năng lượng sinh động, phóng phát, và nó đặt nền móng cho mục đích hiển lộ của toàn bộ cái tam giác đấy. Và từ điểm phát tỏa cái năng lượng nền tảng này, nó là chính là cái điểm mang khía cạnh thứ nhất là khía cạnh ý chí, thì năng lượng mới tác động đến hai đỉnh còn lại của tam giác và hai cái đỉnh còn lại đấy nó đóng vai trò là thần lực phụ. Một đỉnh trong hai cái đỉnh còn lại biểu hiện khía cạnh thứ hai là trạng thái tiếp nhận và thôi thúc biểu lộ, còn đỉnh còn lại sẽ là trung tâm từ lực đáp ứng với sự truyền đi của mãnh lực, được gọi là được gợi lên từ đỉnh tam giác thứ hai, và là trung tâm mang tính âm thay vì trung hòa như khía cạnh thứ hai mà đỉnh thứ hai của tam giác biểu lộ. Nên khi ta đặt chồng các tam giác lên nhau, chúng ta sẽ thấy là các loại năng lượng và các mãnh lực ở các cấp độ tương tác với nhau theo một quy luật nhất định. Năng lượng thuộc về khía cạnh ý chí sẽ có những đáp ứng thuộc đường lối cung cứng ở cấp độ năng lượng hay mãnh lực thấp hơn. Ví dụ như để đáp ứng được với trung tâm Sambala thuộc khía cạnh ý chí thì chỉ có tam giác cung 1 có khả năng tương thích giúp truyền tải năng lượng cung 1 của Sambala. Đó là tam giác của Great Bear và với tinh tòa Bạch Dương và Diêm Vương Tinh ấy, và hoặc là ví dụ như là tam giác giúp truyền chuyển năng lượng của cung 2 từ Thánh Đoàn thì chúng ta cần đến ba cái yếu một cái tam giác là đại diện của cung 2, đó là Sirius, Leo và Jupiter, Sirius sư tử và mộc tinh. Cuối cùng, ví dụ một tam giác mà đáp ứng được với nhân loại thì phải là
tam giác mang kiểu như là cung ba thì sẽ gồm là Pleiades, cự giải và kim tinh. Thì em thấy cái quy luật này nó rất là dễ nhớ. Đó, chắc cái này Khánh không cần bổ sung nhiều vì tí nữa còn nói về cung 6 rất là dài ấy. Vâng. Có cần bổ sung không ạ? Ừ. Đấy thì chị nói và bây giờ em sẽ nói nhanh về cái và một cái bộ và một cái bộ tam giác quan trọng nữa mà cũng là một cái bộ tam giác nền tảng mà chân sư nhắc đến, đó là các tam giác đại diện cho 7 cung. Thì ở đây chúng ta một lần nữa chúng ta ở trong trang 422 đến 490 của sách Chiêm Tinh Học Nội Môn thì chân sư có nói về tam giác của các cung năng lượng như sau. Thứ nhất là 7 ngôi sao của chòm sao Đại Hùng là nguồn gốc của 7 cung trong hệ mặt trời của chúng ta và nó được thể hiện thông qua phương tiện của 7 hành tinh Thượng Đế, biểu hiện qua phương tiện của 7 hành tinh Thánh Thiện. Mỗi cung được truyền vào hệ mặt trời của chúng ta thông qua tam giác của 3 chòm sao và các hành tinh cai quản của chúng. Mối quan hệ này là cơ sở của toàn bộ khoa học về tam giác và do đó của chiêm tinh học. Nó cũng liên quan đến các cung, các chòm sao, các hành tinh cai quản của chúng và trái đất của chúng ta là ta trong một tổng hợp năng lượng tuyệt vời. Nó liên hệ mặt trời của chúng ta với toàn bộ lớn hơn và hành tinh nhỏ bé không thánh thiện của chúng ta với hệ mặt trời. Đây là phần em đọc trong trang 489 chiêm tinh học nội môn. Và 7 tam giác năng lượng này là chúng ta thấy nó dồn lực của chúng qua một trong những chòm sao trong mỗi tam giác. Ví dụ như là cái tam giác mà chúng ta đang nói ngày hôm nay là tam giác của cung 6. Đó là tam giác giữa Sửu Nữ, Nhân Mã và Song Ngư. Thì cái trung tâm phát tỏa năng lượng cung 6 của tam giác này đó chính là Nhân Mã. Đây là cái sơ đồ cung này thì liên quan đến là cái khoa học về tam giác ấy. Thì ví dụ như là chúng ta thấy là cội nguồn của bảy cung là từ chòm sao Grebe. Chúng ta thấy là như là cái sơ đồ vừa rồi là có 3 cái tinh toàn vĩ đại, Grebe là Sirius, Đam Tre, Little Bear, Tiểu Hùng và Pleiades. Thì cung này cũng vậy, sự sống cung ấy, sự sống cung thực chất là một sự sống thái dương và cũng có tam phân. Thì ở Grebe nó liên quan đến cái trạng thái ý chí của cung và ở Little Bear liên quan đến trạng thái bác ái và Pleiades nó liên quan đến trạng thái thông tuệ của cung. Thì 3 cái cung cũng vậy, cung cũng tam phân, sau đó sẽ được truyền chuyển qua đó là 12 cái dấu hiệu này. Thì mỗi một cung ấy sẽ chuyển cái năng lượng, tức là cung là ở cái cấp độ tinh tòa đấy, nó sẽ ở trạng thái siêu việt, từ trạng thái sự sống rồi nó tuôn đổ từ trên cao là sự sống chuyển hóa là thành năng lượng chuyển hóa thành mãnh lực này, sau đó bắt đầu là cái quá trình phát triển chuyển hóa xong lại quay được trở lại là mãnh lực này, mãnh lực trở thành năng lượng xong trở thành cái sự sống đó. Thì khi mà từ 3 cái tinh tòa vĩ đại đó thì tiếp tục ở trạng thái tam phân này, nó chỉ có thể chuyển qua cũng là một cái dạng thức tam giác nữa. Thì ở đây nó chính là dạng thức tam giác, đó là ba cái dấu hiệu hay 3 cái tinh tòa hoàng đạo. Thì thực ra là khi chúng ta nhìn vào là các cái tinh tiếp tục là về các 12 cái dấu hiệu hoàng đạo nhé, thì mỗi một dấu hiệu hoàng đạo này nó cũng là tam phân này. Đấy, nó giống như mình cứ hình dung ấy, nó là nó có 3 cái thập giá này và mỗi thập giá là 12 cung, là 12 cái dấu hiệu này, thì chúng ta tính ra là thành 36 cung, cũng giống như 3 cái tinh tòa vĩ đại kia. 3 tinh tòa là 7 ngôi sao ở Grebe này, 7 ngôi sao ở Little Bear và 7 ngôi sao của Pleiades, nó tạo thành 21 năng lượng đó, 21 năng lượng, 7 cung nhưng mà 21 năng lượng. Thì tương tự này 3 thập giá này cũng vậy. Thế thì ví dụ như là bây giờ cái cung 1 nó truyền qua Bạch Dương Aries, Leo là Capricorn này, thì nó giống như là Leo ấy, nó sẽ tương ứng với là cái trạng thái là trạng thái ý chí. Aries tương ứng với trạng thái ý chí, Leo tương ứng với là trạng thái bác ái và Capricorn tương ứng với trạng thái đó là thông tuệ. Đó. Rồi tiếp tục năng lượng lại step down, lại được hạ thấp xuống. Đó là qua mặt trời. Mặt trời cũng vậy, mặt trời chúng ta là 7 cung, đang là cái cung tổng hợp là cung 2, thì mặt trời cũng tam phân, có mặt trời tinh thần trung ương này, tâm của mặt trời và mặt trời hồng trần vật chất đó. Rồi tiếp tục này nó sẽ là tỏa ra là các cái ruler đó. Thì chúng ta cũng thấy nó cũng chia thành 3 cái trạng thái, đó là trạng thái ruler huyền giai này,
nội môn và ngoại môn. Rồi tiếp tục khi mà tiếp xúc với trái đất thì sẽ là ba cái trung tâm của Đức Sanat Kamara là Shambhala này, tương ứng với lại ý chí thánh đoàn, sau đó là mới đến chúng ta là rồi mới đến nhân loại. Rồi khi mà đến luôn cá nhân của chúng ta ấy, thì bắt đầu là chúng ta nó cũng phải là ba 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 cái center, ba cái trung tâm lực của chúng ta. Ví dụ trung tâm lực trung tâm lực đầu này là tương ứng ý chí, trung tâm lực tim và ái và trung tâm Ajna đó. Thì ở đây chúng ta tức là tất cả khi mà chúng ta nghiên cứu về tam giác ấy, tam giác lực, lúc nào chúng ta cũng nghĩ thứ nhất là đó là một một tam giác gồm có ba trạng thái, lúc nào cũng vậy, cung cũng ba trạng thái, huyền giai cũng ba trạng thái. Ví dụ huyền giai và huyền giai quen thuộc nhất là huyền giai nhân loại cũng ba trạng thái, hay học Libra huyền giai huyền huyền giai thứ ba cũng là ba cái trạng thái hết đó. Thì lúc này chúng ta sẽ quen thuộc và tí nữa để đi vào khi mà đi 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 vào diễn giải về cái phần này nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi tiếp tục. Khánh rất là dễ hiểu về cái trạng thái tam phân của tam giác. Nó giống như là kiểu trên sao dưới vậy, đúng không? Cái law of analogy với khoa học về tam giác mà chân sư nói. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về cái cách mà năng lượng trong một tam tam giác được luân chuyển và được hòa trộn với nhau trước khi mình vào cái tam giác chính. Bởi vì vì mình muốn đi về cái phần cơ bản của khoa học tam giác, thì có hai điểm cần nhớ khi mà chúng ta xem xét đến cái cách mà năng lượng trong một tam giác nó luân chuyển như như thế nào. Thì theo em tìm hiểu thì thứ nhất là trên cái con đường cái tam giác ở phía trên ấy, mà đỉnh ở phía hướng lên lên trên ấy, thì chúng ta thì em tự gọi nó là nó cái năng lượng nó đang đi đi xuống, nó có cái sự giáng hạ, có nghĩa là khi mà năng lượng đi xuống qua các tam giác thì tam giác ở cái cấp độ cao sẽ chưa được gọi là hoàn hoàn tất khi mà hay là hoàn chỉnh khi mà cái năng lượng đó, cái năng lượng phát đi của nó chưa gặp được cái tam giác thích ứng hay là tương ứng hay là đáp ứng được với nó ở cấp độ thấp hơn. Và chỉ khi cái năng lượng tổng hợp của một tam giác cao hơn này được lưu chuyển một cách đều đặn xuống các tam giác ở cấp độ thấp hơn thì và nó có thể tiếp sinh sinh lực hay là năng lượng cho một tam giác thấp hơn, để rồi chính cái sự sinh động của tam giác thấp hơn này nó sẽ hoàn thiện cái cạnh cuối cuối cùng, nghĩa là cái cạnh đáy của cái tam giác cao hơn này, thì khi đó cái tam giác cao hơn đấy mới được gọi là hoàn hoàn thiện. Đấy là cách hiểu của em, cho nên cũng rất mong mọi người sẽ cùng đóng đóng góp. Và khi mà năng lượng nó đã xuống đến các cái cấp độ thấp hơn của tam giác thì nó sẽ lại bắt đầu đi đi ngược trở lại. Khi năng lượng xuống được cái cõi của sự biểu biểu lộ mà chúng ta gọi là cái quá trình giáng hạ đó, thì đa số các đỉnh và hai điểm tiếp nhận bắt đầu đạt đến điểm cân bằng. Khi này thì năng lượng được bước vào chu kỳ bắt đầu quay ngược trở lại, tức là nó tiến tiến lên các trung tâm tam giác ở cấp độ cao hơn, và trong cái quá trình đi lên trở về với nơi mà năng lượng này nó đã xuất phát thì một lần nữa nó lại được hoàn thiện hơn cho cái tam giác ở dưới. Phần này chắc là Khánh có thể nói thêm về cái đoạn mà năng lượng được phân phát, được distribute đi xuống các cái hạ thể như thế nào không? Thực ra thì cái khoa học về tam giác này thì đã nói đây là cả một bộ môn khoa học, thì thầy hiệu trưởng thầy cũng đang gần là cũng hoàn thành về toàn bộ các cái webinar về cái phần khoa học này. Mà em tính sơ sơ ra thì nó tương ứng với là các cái tín chỉ của một 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 khóa của một một trường đại học luôn. Thế cho nên là ở đây cái phạm vi kiến thức thì nó rất là rộng, cực kỳ là rộng. Thì hôm nay mình nén thông tin thì cũng chỉ truyền đạt được một vài các ý cơ bản thôi đó. Thế thì ở đây thì nó cái khoa học này ấy, thì nó chịu sự chi phối của rất nhiều các cái định luật. Lúc nãy chị Jim có nói một một mới nói về cái định luật, đó là định luật mà tương ứng thôi, tương ứng và tương tự thôi. Ở đây thì nó còn liên quan đến cả một cái sự ở đây liên quan đến cả cái định luật là chu kỳ nữa, tức là
trong cái quá trình mà chúng ta tiến hóa thì chúng ta sẽ tiến hóa theo rất là nhiều các cái giai đoạn đấy. Thế thì một cái tam giác ấy thì khi mà tức là ở cuối chu kỳ, khi mà nó đạt đến cái sự hoàn thiện rồi thì lúc ấy tam giác 3R1 tức là ba điểm này nó sẽ là một, khi mà cả ba cái phẩm tính thiêng liêng này lúc này nó đã biểu biểu hiện toàn bộ đấy. Thì nhưng mà trong cái quá trình mà tiến hóa thì chúng ta thấy đó là sự tiến hóa đây là trong không gian và thời gian, cho nên là nó sẽ theo từng cái chu kỳ. Ví dụ như bây giờ là chúng ta xét đến cái chu kỳ phát triển của cái thái thái dương hệ này thì chúng ta mới đi qua cái thái dương hệ đầu tiên là cái thái dương hệ liên quan đến cái trạng thái thiêng liêng thứ ba, và hiện tại chúng ta mới đang đi được một phần một nửa cái chặng đường của cái thái dương hệ thứ hai này liên quan đến là cái trạng thái bác ái đó. Thế thì trong cái quá trình mà phát triển mà quá trình mà tiến hóa chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian ấy thì lúc này cái tam giác ấy thì nó lại chia ra nó là theo một cái nguyên tắc, đó là mỗi một cái giai đoạn hay mỗi một cái chu kỳ này thì nó sẽ chỉ tập trung vào phát triển một phẩm tính của cái điểm đó thôi đó. Thế thì ở trong cái sơ đồ này đó, thế thì ví dụ như bây giờ chúng ta xét đến đó là cái thái dương hệ thứ nhất thì cái điểm mà phát này emanating energy này này nó chính là cái trạng thái thiêng liêng thứ ba, giống như là nhà ở đây nhé. Cái này nó rất là phức tạp và mỗi điểm nó lại tam phân, nó giống như là như lúc nãy nói đây là cái điểm đầu tiên nó liên quan đến trạng thái sự sống hay purple hay là thiên ý đó, hay là đấy thì nó giống như chân thần. Khi chúng ta có một cái, mọi người có nhớ lại một cái sơ đồ là chân thần của chúng ta cũng tam phân không? Đó, chân thần của chúng ta sẽ có ba cái trạng thái đó. Thế thì lúc này thì cái trạng thái đó là trạng thái thông tuệ thì nó sẽ đứng ở đỉnh của tam giác này, sau đó tiếp tục là đến cái trạng thái, thì ở cái điểm thứ hai này này thì cái trạng thái thông tuệ lại là trạng thái của năng lượng. Năng lượng thì nó không biến phân đó, mà ở đây nếu mà chúng ta nhớ lại cái này nó sẽ hơi phức tạp một chút, thì toàn bộ cái cuộc tiến hóa này là sự điều chỉnh của khía cạnh vật chất theo khía cạnh tinh thần đó. Thì làm sao cho nó là từ cái trạng thái sự sống, cái trạng thái cao nhất ý chí này này đó, thì khi mà phát triển qua trạng thái thông tuệ thì đạt đến cái sự thông minh, nhưng mà tiến hóa thì sẽ thông qua cái sự mở rộng về tâm thức cơ. Tức là thông qua đó là sự phát triển liên tục, và sự phát triển ở đây là sự mở rộng về trạng thái tâm thức hay là cái sự biểu điện đi vào biểu lộ của trạng thái tính chất quantum hay là ray đó. Thế thì liên quan đến cái tam giác này thì cái đầu tiên là cái energy này thì nó phải, tức là ở đây nó có evocative force này, tức là nó là có một điểm nhắc gợi, một điểm này là một điểm khơi gợi đến cái điểm evocative force này, nó chính tương ứng với là soul aspect đó, đó trạng thái linh hồn. Còn magnetic center này nó liên quan đến đó là personality đó. Thế thì năng lượng đúng không, như lúc nói là năng lượng là light, light là không biến phân, sau đó được phẩm định đó. Thì lúc này là từ cái năng lượng ở trên đỉnh này bắt đầu nó xuống đến đây này, thì lúc này nó sẽ được phẩm định, được qualify cộng thêm mới là cái năng lượng của linh hồn này đó. Rồi sau đó này nó mới bắt đầu là chúng ta nhớ là bao giờ ngoại tâm thức nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài đó, sắc tướng mà ngay quality and appearance. Cuối cùng tất cả ở đây đó là cái sự sống lại phải đi vào biểu lộ, thì cuối cùng sự sống là từ một cái thì nó hết sức là trừu tượng mà cuối cùng nó phải trở thành một cái hình tướng đó. Thì nó đi theo một cái chu trình này như thế này đó. Thì light là từ light này thành energy này, sau energy là cuối cùng là force, force là mãnh lực, là lúc nào liên quan đến trạng thái là sắc tướng. Cái sơ đồ này nó rất là phức tạp, nó ở đây nó là gì? Bởi vì cái tam giác trên nó hoàn toàn liên quan đến cái trạng thái tâm thức, tức là ở đây thì mình phải hiểu được tâm thức nó là cái gì và cái lĩnh vực chủ quan nó là lĩnh vực gì đó. Thì khi đó bắt đầu là khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó này thì chúng ta bắt đầu nó mới đến điểm thứ tư, là cái điểm này là cái điểm, tức là cái điểm dưới cùng này là cái điểm nó sẽ tiếp nhận toàn bộ cái năng lượng từ nãy giờ là di chuyển từ cái điểm cao nhất này này đó xuống cái điểm này. Thì cái điểm này được coi như là thấp nhất, đó là các cái trung tâm lực, giống như lúc nãy chúng ta nhìn sơ đồ kia là các cái trung tâm lực. Rồi bắt đầu cái trung tâm lực này thì tất cả năng lượng này bắt đầu mới tỏa ra, bắt đầu nó phân phát ra. Ví dụ đây là một người linh hồn cung hai thì cuối cùng ví dụ như qua là trung tâm lực tim hoặc trung tâm lực tim chẳng hạn, bắt đầu họ tỏa ra, nó là tỏa ra xung quanh mình, đó là sự từ ái đấy chẳng hạn đấy. Thì sẽ đấy, nhưng mà cái năng lượng, ví dụ năng lượng đến cung hai thì năng lượng đấy là năng lượng nó ở ở cái cõi mà vô sắc tướng, tức nó liên quan hoàn toàn đến lĩnh vực chủ quan được
Đấy, cho nên ấy, là cái vấn đề là cái khoa học này ấy, nó lúc nào nó cũng nằm ở tâm thức, tức là lúc nào nó cũng liên quan, ví dụ nó gần như là nó thuộc về cái cõi của linh hồn ấy. Đó, cho nên là nó hơi phức tạp một chút. Sau đó là nó khi bắt đầu là từ cái đây là cả quá trình tiến hóa này, giáng hạ này, mọi người đã đi xuống này, vừa qua Magnetic Center xong đến Distributing Center này, xong bắt đầu nó quay trở lại thì có hai cái đường này. Đấy, hai cái đường này liên quan đến hai cái đường Antakarana, hai đường Antakarana bậc thấp và bậc cao. Đấy, từ cái trung tâm, ví dụ chúng ta quen nó là ví dụ như là trung tâm lực tim, bắt đầu chúng ta này cái thấp nhất Distributing Center này, xong rồi quay về Evocative này là cái Sound Aspect, là chúng ta giống như chúng ta mình đang thiết lập cái đường Antakarana bậc thấp ấy. Đó. Khi mà chúng ta đến tiếp tục đến đây thì lúc này nó đến một cái trạng thái nó rất là cao, đó là linh hồn thấm nhuần phàm ngã. Rồi sau đó lúc này chúng ta kiến tạo cái Antakarana bậc hai này, thì sau Sanatorius nó liên quan đến những cái giai đoạn rất là cao về cuối này, tức là gần đến cột điểm đạo thứ ba. Đấy, thì hai cái đường này thì lúc này nó sẽ tạo thành được một cái tam giác hoàn chỉnh luôn. Đây, cái này em nói sơ qua vậy thôi. Ừ, cảm ơn Khánh, cảm ơn chị Diêm. Đúng là khoa học tam giác nhìn nó rất là phức tạp nhưng mà nó kích thích não rất là nhiều ấy. Ít nhất là cái phần này thì chị Diêm với cả Khánh đang đang gợi mở cho chúng ta thấy là đây là một cái bộ môn khoa học hết sức đồ sộ, và chắc chắn là chúng ta cứ phải còn dành rất là nhiều thời gian để mà tìm hiểu, nhưng mà nó là cái đích rất là xa của chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta đã nhìn thấy cái đích đúng không, là phải 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 học tập đào sâu nghiên cứu rồi tích hợp linh hồn để mà mình lãnh hội được cái thông tin rất là đồ sộ này. Ok, cảm ơn Khánh, cảm ơn chị Jim. Thế thì thời gian nó cũng 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 khá là eo hẹp ấy, thì chắc là chị Jim chia sẻ một chút, chắc khoảng 5-10 phút qua về tam giác khung sáu thôi. Em nghĩ là chắc là chỉ cần giờ gợi mở thôi chứ mình không đi sâu được bởi vì thời gian nó Ok. có hạn đấy. Thế thì đây tại vì cái phần chính của buổi ngày hôm nay, cái mà chúng ta cần phải nói cho cái buổi họp nhân mã chính là cái tam giác nhân mã sử dụng song ngư. Vâng. Thực ra ấy, thì chị sẽ thì có em hai thấy là phần phần thứ nhất. dạ Ừ. không thì thực ra nó chính thì cũng không thì cũng đúng thôi, nhưng bởi vì cái topic, nhưng mà rõ ràng cái phần đầu tiên chị vừa Khánh mới chia sẻ về cái bản chất và cái sơ đồ của cái tam giác kia đúng là cái rất là hay mà tất cả mọi người thì có thể từ trước giờ mình chưa thấy đâu, và em thấy một cái tính tổng hợp rất là cao ở phần đấy. Thì từ cái tổng hợp như thế thì bây giờ mình đi vào tam giác nào nó cũng sẽ là cái tiếp theo phát triển ra ấy, thì rất là hay. Thì ví dụ ở đấy mình vừa đánh Ừ, thấy đúng có rồi. bảy bảy tam giác đúng không, thì bây giờ mình sẽ đi vào tam giác cung sáu chẳng hạn, thì tam giác cung sáu nó sẽ là tam giác cụ thể của ba cái cung cung này. Đấy, hay lắm. Dạ, cảm ơn chị tiếp đi. Thế tức là bây giờ chị vẫn đi tiếp cái phần cơ bản này đúng không? Và sau đó là kết thúc. Hay là bởi vì là thực ra sau này chị có một cái đây, ví dụ thứ nhất là sẽ nói thêm về cái sự liên quan đến mục tinh và cái phần cung 6, và có một phần là liên quan là phần thầy nói mà như chị đã bật cho mọi người xem lần trước ấy, là thầy giảng về cái mối liên hệ của mục tinh ở trong cái tam giác giữa song nư sử ngữ, nư nữ và nhân mã. Thực ra là liên quan nhiều đến nhân mã hơn. Cái phần này thầy nói chủ yếu là cái ảnh hưởng của mộc tinh đến nhân mã đó. Thì thì Khánh thấy thế nào, là Em hiểu. bây giờ chị chỉ đi vào các cái Không, bây giờ thế này đi, rất là để cho mọi người mình, cả nhóm mình xem là cái ý kiến ấy. Ở đấy cái phần mà chị đã chuẩn bị này cũng rất là kỳ công và hay ấy, nên là không chia sẻ thì cũng phí. Nhưng mà mình còn một cái phần là thiền trăng tròn ấy. Nhưng mà nếu mà thiền trăng tròn thì mọi người xem là có tiếp tục không, hoặc là mình hôm nay mình đã thiền rồi thì có mình thể là đi thiền cái buổi trưa phần. rồi em, mình thiền buổi Vâng. trưa rồi, Ok, không thế cần thì phải bây giờ nhớ. mình đi phần phần của chị Jim nhé. Đấy, mình coi như là cái phần thiền trăng tròn thì mình đã thiền buổi sáng rồi á. Còn nếu mà bạn nào mà chưa thiền thì có thể cái bài ở trên cái lát nữa sẽ gửi cái link driver cho các bạn ấy. Nếu mà bạn nào chưa thiền thì có thể theo link driver đấy để mình thiền bài của chị Z ghi âm.
Cho chị bổ sung một câu thôi, bảy cái tam giác này này thì chị đọc thấy chân sư nói rằng là cái thứ tự của nó ấy, tức là hiện nay chân sư đưa ra trong mỗi tam giác lực từ cung 1 đến siêu cung 7 thì cái đỉnh ấy, cái đỉnh của nó ấy là mỗi cái cung đấy thì chân sư đưa ra một cái khác nhau, giống như cái cung 6 mà Dim vừa trình bày thì tại sao nhân mã lại ở trên đỉnh. Ví dụ như là cung 1 thì Bạch Dương là ở trên đỉnh, cung 5 là Leo ở trên đỉnh, cung 4 là Hổ Cáp ở trên đỉnh. Tức là mỗi cái đỉnh của tam giác đấy không phải vô cớ, và nó sẽ duy trì từ nay cho đến, chân sư nói rằng là bảo đảm cho đến hết thời đại bảo bình, thời kỳ bảo bình. Thế còn đâu không có nghĩa rằng là cái tam giác lực này nó sẽ đúng thứ tự là như thế. Tức là ở mỗi cái giai đoạn khác nhau ấy thì cái ảnh hưởng của các cái cung hoàng đạo ở các cái vị trí của cái đỉnh tam giác nó sẽ thay đổi. Đấy. Đúng rồi. Chứ không phải cái thứ tự như là đi mưa ra đâu. Tức là thí dụ cái này là mình liệt kê thôi, nhưng mà chẳng hạn nhá, cung 4 nhá là Scorpio là đỉnh, cung 5 là Leo là đỉnh, cung 6 thì là Sagittarius là nhân mã là đỉnh, cung 1 là Aries là Bạch Dương là đỉnh. Tức là chân sư có đưa ra luôn các cái đỉnh của tam giác đấy. Ở đây này, cái khoa học này này nó liên quan đến là một cái định luật nữa, nó gọi là định luật là law of expenditure, hay nó chính xác hơn cái law này là law of mutation, đây cái law của cung 3. Đấy. Thế thì các cái tam giác này này nó không hề tĩnh tại là trong không gian, trong không gian một chút nào cả. Thực ra là cái khoa học tam giác này nó đã, lúc nãy đã nói rồi, nó liên quan đến là linh hồn này, thì nó liên quan đến cái chiều đó thứ ba, thứ tư, thì bánh xe tự quay trong tình nó. Là khi mà mình hình dung ra thì nó giống như các hình torus. Torus ấy, nó cũng quay liên tục, nó quay tất cả các hướng ấy. Mà chú Francis Donald hoặc là chú Duan Carpenter ấy, chú hay đưa ấy, thì khi mình hình dung nó sẽ các tam giác như thế, tức là các tam giác nó sẽ quay liên tục. Thế thì ba cái đỉnh này này thì nó sẽ hoán chuyển liên tục vào nhau đó. Thì ví dụ như lúc nãy em nói là cái liên quan đến cái thái dương hệ thứ nhất ấy, bình thường khi mình nhìn như kia nhá thì bao giờ cái đỉnh của nó liên quan trạng thái ý chí sự sống, rồi dưới nó là linh hồn, rồi sau đó mới là phàm ngã. Thì cái thái dương hệ thứ nhất ấy, thì cái đỉnh của nó chính là cái trạng thái thiêng liêng thứ ba, chứ không phải thứ nhất là intelligence ấy. Cái thái dương hệ thứ hai này này thì cái đỉnh của nó là đỉnh liên quan đến là trạng thái bác ái hay consciousness. Cho nên toàn bộ bây giờ tất cả những gì chúng ta học chỉ liên quan đến là khai mở về mặt tâm thức thôi. Bởi vì thượng đế của chúng ta là thượng đế Sikunovos, mà ngay cả khi tiếp cận mới là chân thần đi nữa, qua cuộc điểm đạo thứ hai hay đến cuộc điểm đạo thứ năm thì cũng là tâm thức tinh thần, tâm thức chân thần, chứ không phải trạng thái sự sống. Đó, thế thì ở đây nó liên quan đến đó là thứ nhất ấy, thì nó liên quan đến đó là cái chu kỳ của chúng ta. Ở đây em phải nói rộng hơn vì nó liên quan đến cái cung này. Đó là tùy vào từng cái chu kỳ, giống như nói là bây giờ chu kỳ của chúng ta bây giờ có những người bây giờ thì cái trạng thái thiêng liêng là trạng thái tập trung. Có những người chúng ta bây giờ đang là hướng đến linh hồn là trạng thái thứ hai. Còn những điểm đạo đồ thì là trạng thái thứ nhất. Đó. Cái thứ hai nữa ở đây, cái định luật này nó được cai quản bởi nó là tâm thức thì phụ thuộc hoàn toàn vào vận thể của tâm thức. Đó. Thế thì ví dụ bây giờ mình lấy cái cung 2 nhé. Cái cung 2 bây giờ là đang theo từ Gemini, Virgo, Pisces này. Thế thì đối với Sambala, theo quan điểm của Sambala thì cái tam giác này là đỉnh của nó là Pisces. Sau đó mới Virgo mới đến Gemini. Còn đứng trên quan điểm của nhân loại nó là Virgo, Gemini. Hai cái đỉnh không, chân sư đã đưa ra đỉnh rồi em ạ. Chân sư đưa ra bảy cái đỉnh rồi, thì mà trong cái bảy cái tam giác mà nếu mà mình thấy ấy, thì cho đến hết chu kỳ bảo bình nên mình cứ đúng cái tam giác đấy thôi. Bộ khoa học của chị. Còn bây giờ mình cứ đây chỉ là cung thôi. Thì ý của chị là nó có thứ tự và nó đổi theo cái tầm quan trọng. Em hiểu ý chị Hoa là đang muốn, dường như là đang muốn Jim giải thích là tại sao, ví dụ tại sao là chân sư lại lấy ở cái giai đoạn này, chân sư lại lấy các cái đỉnh đấy, đúng không? Lại chốt ở các cái đỉnh đấy, đúng không? Ví dụ như là tại sao cái tam giác cung 6 lại là nhân mã ở đỉnh, đúng không? Em hiểu là chị Hoa nói là các cái đỉnh đấy được đưa ra nhưng nó không có tĩnh tại, tức là nó không cố định mà nó sẽ còn thay đổi theo cái thời kỳ nhận định thôi. Nó chỉ là tạm thời trong cái kỷ nguyên này thôi. Chị Hoa này chị đọc cái phần đấy nhá. Chị đang đọc phần đấy nhá, được chưa? Thì em đang nói ngay cả thời điểm hiện tại này này. Thì đối với tùy từng đối tượng ấy thì đỉnh tam giác nó đã thay đổi rồi. Được chưa?
Cái đấy là đây là em bổ sung vào, tức là yếu tố gì đang chi phối là cái điểm nào trong tam giác sẽ đứng đầu, thì mình sẽ căn cứ vào đó để mình hiểu tất cả các loại tam giác chứ không phải riêng tam giác về cung này. Đấy, ví dụ bây giờ nhá, lúc đấy như Ờ, lúc này ý chị là chú Thiện chân chú sư đã nói, đưa ra bảy cái đấy và là từ nó từ ảnh là hưởng em đến nói bây giờ đến 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 địa cầu thì chân mình cứ sư dùng có đúng như đưa thế nhưng mà thôi. nhiều nhiều tam giác mà không đưa. Ví dụ như lúc nãy này chú Kiệt chú có trình bày về cái việc mà trong giai đoạn đầu ấy, con Centaur đấy thì cái đỉnh nào của phẳng não đứng đầu, thì mình phải hiểu quy luật của nó, cái gì đang chi phối nó thì mình mới xác định được tại sao lại là Kaman Manas. Thì đến lúc mình hiểu được cái đó thì bây giờ mình mới hiểu là khi nữa tí nữa mình diễn giải này thì sao Thales nó sẽ đứng đầu. Thì khi đứng đầu ạ, đây là đang nói về cái cung sáu này, cái cung sáu nó truyền qua này, các cái dấu hiệu này xong nó truyền cho ra trái đất, thì cung sáu này ba cái dấu hiệu này và trái đất tạo thành một tam giác, được chưa ạ? Nếu bây giờ mà theo cái cách mà trình bày ở trong giống như từ nãy giờ mọi người đang trình bày về dấu hiệu đấy, thế thì lúc này này cái đỉnh của nó lại là, như em nói ví dụ là cung sáu riêng nhé, sao biết sao rớt này, ray six này, sau đó là đến earth. Nhưng mà khi mà em mới riêng trình bày nhé, liên quan đến là cái cung này này thì cung sáu lại đứng đầu, xong đến với Sirius, xong mới đến là Earth. Thế thì trong cái tam giác này nó sẽ là Sirius này, xong đến Virgo, xong mới đến Pisces. Nhưng mà khi mà tương lai ví dụ như đến cái của tuần hoàn thứ năm đấy chẳng hạn, cái giống dần của tuần thứ năm đấy chẳng hạn, thì đỉnh của nó lại đẩy lên thành Virgo rồi, bởi Virgo nó liên quan đến là cái hoạt động của Christ. Còn Sirius này bây giờ đang liên quan đó là chúng ta đang ở giai đoạn là con đường, tức là cái con đường dự bị chuyển lên con đường đệ tử, tức là đệ tử điểm đạo thứ nhất, điểm đạo thứ hai, tức là nó liên quan hai điểm đạo đó thôi, thì nó đang chi phối trong cái chu kỳ này. Nhưng mà tương lai ấy, nó sẽ thay đổi lúc này, cái từ mà nói bây giờ cái chu kỳ trong cái thời đại bảo bình này rất là trừu tượng gì ạ, nó không phải hai có 2.500 năm đâu, nó là các cái chu kỳ lồng một cái chu kỳ cơ mà, nó có thể 20.000 năm, 25.000 năm của bảo bình, hoặc 250.000 năm của bảo bình Ôi cơ rồi mà. được rồi, cảm ơn Khánh, có khi Jim tiếp tục với cái tam giác cung sáu nhân mã ấy đi. Nhân mã Ừ, không, thế xử lý này xong thì ngươi đi, là không có thì hơi cảm muộn. ơn Khánh. Dạ, Khánh cũng đã góp phần là giải thích được cho cái câu hỏi là tại sao trong chu kỳ này Sagittarius nhân mã lại là được đứng đầu đúng không? Đỉnh cái này thì chắc chúng ta sẽ cần phải tự về tìm hiểu thêm theo cái hướng mà Khánh đã khơi gợi cho chúng ta, chứ còn em là em không có câu trả lời. Và khi mà chúng ta khai triển thêm là khi nào thì trong những trường hợp như nào thì các cái đỉnh tam giác này nó sẽ thay đổi, vì rõ rõ ràng một cái quy luật mà chân sư nói trong sách là không phải lúc nào các cái đỉnh này nó cũng tĩnh tĩnh tại, nó cũng là một cái dấu hiệu đứng ở trên đỉnh mà nó luôn luôn di 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 chuyển một cách rất là linh hoạt. Thì nó di chuyển trong trường hợp nào và như thế nào thì cái này chúng ta sẽ phải cùng tìm hiểu thêm về cái quy luật này. À, thì bây giờ em đi vào luôn cái phần nói chung cơ bản nhất mà em nghĩ là liên quan đến cái nhân mã ngày hôm nay. Thứ nhất ý, là nhân mã ở trên đỉnh của tam giác này là dấu hiệu chi phối của toàn bộ tam giác. Nhân mã giúp một cá nhân đạt được sự tập trung vào sự đồng nhất hóa giữa đời sống bên trong và đời sống bên ngoài. Đời sống bên trong theo chân sư DK thì là chân ngã, là linh hồn và là tâm thức Christ. Và đây cũng là tam giác thuộc thập giá biến đổi. Mục tiêu của thập giá biến đổi là chuẩn bị toàn bộ kinh nghiệm của cuộc sống sang trọng tâm trên thập giá cố định. Sự chuyển mình này bắt đầu bằng sự chuyển mình trong nhận thức về sự cần thiết của việc thanh lọc trong xử nữ khi đối mặt với các xung đột bên ngoài và các cuộc đấu tranh nội tâm của người đi trên đường đạo. Phàm ngã lúc này đang trong quá trình chuẩn bị để được trở thành mẹ của đấng Christ. Quá trình này đang biểu lộ khá là rõ ở trong em. Ví dụ như lần trước em đã nói một cái ví dụ về, tức là cái quá quá trình của cái việc là mình nhìn thấy cái sự đấu tranh nội tâm của mình và mình thấy cực kỳ cần thiết cho cái quá trình thanh lọc đấy, là bởi vì bà quản gia trong nhà thầy có hôm trước có hỏi em câu là thế cháu thấy cuộc đời cháu vui hay là buồn, sướng hay là khổ, thì em có ngừng một chút, em nghĩ em bảo là
Thực ra thì nó theo cái góc nhìn của cháu trong từng giai đoạn đoạn thôi. Cháu nghĩ là nó vui thì là nó vui, còn nó khổ thì là nó khổ. Nó rất là nó theo cái cách nghĩ của mình thôi, chứ còn sự kiện ở bên ngoài thì nó vẫn thế đó. Ví dụ như là nhìn ngoài thì mọi người có thể thấy là mình cái cuộc sống vật chất của mình nó cũng không đến nỗi nào, rồi cuộc sống gia đình nó cũng không bị căng thẳng, hay con cái cũng không làm sao. Thì tức là về cái cuộc sống hình tướng thì nó cũng không có cái gì nó quá khủng khiếp xảy ra, nhưng mà cái cuộc sống nội tâm ở bên 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 trong thì lại là một cái sự đấu tranh dữ dội. Thì chính cái sự đấu tranh dữ dội đấy mang lại cho mình cái sự đau khổ ở bên bên trong, và từ cái đau khổ đấy nó sẽ khiến cho mình có cái nhu cầu cần đến cái sự thanh lọc ở trong sự nữ. Đó. Thì đấy 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 chính là cái mà em thấy là nó đang biểu hiện ở trong em về cái nhu cầu cần được thanh lọc. Và sau khi thanh lọc thì song ngư sẽ đứng chờ để gọi là nghiệm thu cái sản phẩm thanh lọc của mình, và cuối cùng là để hoàn tất cái chu kỳ tiến hóa này. Đó, cho nên là trong song ngư thì cuộc điểm đạo đầu tiên được hoàn thành và được kết thúc ở đây. Và ở đây chúng ta cũng để ý là nhân mã nó cũng đang ở trong cái cuộc đấu tranh giữa linh hồn và phàm ngã. Đó. Và nhân mã thì liên quan đến sao mộc, sử nữ thì có liên quan đến cả nhân mã và song ngư. Mặc dù ở đây là tức là ba dấu hiệu này đều được kết nối với cả sao mộc, bởi vì chúng ta thấy là chủ tinh ngoại môn của nhân mã là mộc tinh, chủ tinh ngoại môn của song ngư cũng là mộc tinh, và chủ tinh huyền giai của sử nữ cũng là mộc tinh. Thì ba hành tinh này liên kết với nhau qua mộc tinh là như vậy. Thì mặc dù là mộc tinh đối với nhân mã thì là một ảnh hưởng của ngoại môn, nhưng mà nó cũng có cái tác dụng kích thích tạo nên cái sự tăng trưởng của sự sống Christ ở bên trong. Đấy, và một điều chú ý ở trong nhân mã ở đây đó là như chú Kiệt đã nói là nhân mã thì làm việc với cả nguyệt tinh quân, tức là các cái yếu tố tạo ra hình tướng, tạo ra cơ thể của con người. Cho nên là khi một người mà bắt đầu nhất tâm và trở thành một người đệ tử chính thức thì anh ta cần phải kiểm soát các cái yếu tố phàm ngã, các cái yếu tố hình tướng của mình, và để cho phàm ngã cuối cùng phải trở thành phương tiện của linh hồn. Nhưng mà trên cái quá trình này thì chúng ta cần vẫn phải trải qua cái sự phản kháng của phàm ngã chống lại cái sự kiểm soát này. Nhưng mà ở trong nhân ngã thì chúng ta lại có cơ hội để có thể kiểm soát được cái năng lượng, các cái lực, cái gì nhỉ? Lực thái âm, lực gọi là của nguyệt tinh quân tạo nên các yếu tố phàm ngã. Đó. Cái này mộc tinh thì cũng đã nói rồi. Và cái cung 6, em thử nói một chút về cung 6, mặc dù là em cũng cảm thấy là mình về cái chủ đề này mình vẫn còn hiểu biết hạn hẹp. Thì khía cạnh cung 6 biểu hiện ở trong tam giác của nhân mã, sử nữ và song ngư, thì chúng ta biết cung 6 là một trong ba cung thuộc tính, là một cung tiêu biểu cho thể cảm dục của phần đông nhân loại, thể hiện cảm xúc và bầu không khí nói chung ở xung quanh chúng ta. Cung 6 thể hiện qua lý tưởng và sự dâng hiến, và đôi khi các nhóm hoạt động như một thể thống nhất một cách vô thức nhờ có đức tin chung, lý tưởng chung. Đó chính là biểu lộ của cung 6. Các tính chất của cung 6 là sự nhạy cảm và cường độ cao. Ảnh hưởng tổng hợp của cung 6 lên nhóm thì chúng ta có là cung 6 làm việc chủ yếu trong địa hạt của sự lý tưởng, kích thích sự nhạy cảm và nhận ra các giá trị của lý tưởng, là nơi ghi dấu, lưu giữ mọi lý tưởng. Cung 6 có vai trò rõ ràng trong các lý tưởng liên quan đến tôn giáo và văn hóa. Ở các nhóm này, mọi thành viên trong nhóm đều hướng tới một điều, đó là trạng thái của sự tồn tại
với một bộ các giá, một bộ các giá trị đạo đức, một tầm nhìn về cuộc sống được lý tưởng hóa, động cơ của họ được tượng trưng bởi cung sáu. Những người truyền tải cung sáu thì cho thấy lòng nhiệt thành lớn lao và một niềm tin của các của cá nhân họ. Họ có ước vọng rõ ràng và nó được chia sẻ trong nhóm cho những người cùng chí hướng của họ. Ban đầu họ được đánh thức bởi một niềm tin nào đó mà họ tin là đúng đắn, và sau khi niềm tin đã có vị trí vững vàng trong trái tim và trí óc của người cung sáu, thì người cung sáu sẽ hướng đến hành động để thể hiện hay đến gần hơn tới trạng thái lý tưởng họ đang theo đuổi. Một cái biểu tượng của cung sáu đó là ngôi sao sáu cánh, ngôi sao David. Thì em thử phân tích cái biểu tượng này là nó có cái sự cân bằng vì nó có hai tam giác đối lập, tức là một tam giác thường với đỉnh ở trên và một tam giác đỉnh, tức là xoay ngược lại đỉnh ở dưới và chồng lên. Thì nó thể hiện cái tính chất song đôi, dualism, vốn có của chủ nghĩa lý tưởng. Tại sao chủ nghĩa lý tưởng nó lại có tính chất song đôi? Là bởi vì bất cứ một cái lý tưởng nào thì nó cũng cho thấy một cái thứ gì đấy gọi là đối lập với cả nó, có nghĩa là không phải là cái lý tưởng đấy. Cho nên cái cung 6 này nó có cái sự đối lập là như vậy. Đó. Em xin hết. Và phần sau này áp dụng cái tam giác này vào trong đời sống hoặc là trong lá số chiêm tinh. Nếu mọi người thích thì chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau bàn vào trong cái buổi chiêm tinh thứ 7 của chị Hoa, thì chúng ta có thể cùng mổ xẻ thêm về cái chủ đề này ạ. Ok, dạ, cảm ơn chị Jim, rất hay. Đặt hàng nhá, đều đặn mỗi mỗi tháng ít nhất là một buổi. Em đặt hàng chị Hoa đây, chị Hoa phải triển khai nhá, triển khai chủ đề không, này. chị lên lịch còn đâu can tên. Cô Dim, nàng Dim đã hứa là nàng sẽ mỗi tháng ra một tam giác, không biết tam giác sau là gì nhưng mà làm gì làm. Em muốn làm. Ok, cảm ơn chị Jim và bạn Khánh Hoa, Quốc Khánh rất nhiều cho cảm cái ơn phần này. Jim ơi, tam giác sau là tam giác market với cái gì đi? hôm trước đi, em hứa với mọi người là em định làm tam giác gì, làm tam giác này cái gì? Vâng. Tam giác sau market là nó có hai tam giác cung 1 hoặc cung 3, thích chọn cái gì chọn cung 7 nữa chứ. Cung 7 nữa, chọn cái nào chọn luôn. Em, em thích tâm giác cung 7 nha. Vì em thích làm cung 7. Cung 7 đi. Em thích chủ tọa làm cái đấy. À, cung 7 market nó là đứng đầu đấy. Cung 7 nó đỉnh thế luôn đấy. Hay quá. Cung 1 thì là Leo, Anh Phúc. Anh Phúc.